Kim xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại kênh các chị. Hôm nay em mình Kim xin phép lên sóng giới thiệu một chiếc xe 5 chỗ dòng xe phân khúc hạng C, số tự động, động cơ 1.6 và giá thành rất là hợp lý, chỉ có loanh quanh tầm hơn 400 triệu thôi ạ. Chiếc xe Hyundai Elantra, chiếc xe này thì sản xuất 2016 anh chị nhé, và đang mang biển số gốc là 17 Thái Bình. Xe chạy gần 80.000 cây, 8 vạn đấy ạ. Và bên em đang chào bán là 438 triệu. Các bác anh các chị quan tâm yêu thích chiếc Hyundai Elantra này thì xin vui lòng liên lạc cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nếu có thời gian thì em Hiền Kim kính mời các anh các chị các bác ghé về showroom của bên em. Có địa chỉ duy nhất là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe và thương lượng về giá cả. Khi mua xe tại showroom bên em thì anh chị cứ yên tâm là tất cả các chế độ bảo hành này, rồi chất lượng xe thì bên em đều cam kết rất là chuẩn chỉ, là xe không bị tai nạn, không bị ngập nước và máy số zin, hồ sơ pháp lý chuẩn, bảo hành cho anh chị 1 năm, lỗi hoàn tiền 100%. Và bây giờ anh chị cùng em Hiền Kim ngắm qua này. Về thiết kế ban đầu thì chiếc xe này thiết kế hệ thống đèn của nó là đèn bi xenon kết hợp viền rải led này, hệ thống đèn gầm này. Đấy, rồi là mặt nạ phía trước thì viền inox này. Rồi là về phần cong kính nhá, cong kính thì có tất cả là viền inox hay đầy đủ hết rồi, xi nhan tích hợp trên gương. Chúng ta sẽ xem qua nội thất của chiếc xe Hyundai Elantra này. Thì với chiếc xe này thì nội thất của nó vẫn là màu kem sáng, chủ đạo của dòng kem sáng. Tất cả các hệ thống gioăng cánh cửa rồi chỉ cánh còn nguyên zin hết. Xe thì ghế của nó còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chủ cũng đã lên một chiếc màn hình Android OLED. Cái này là người ta lắp thêm thôi anh chị ạ, chứ nguyên bản theo xe thì cũng không có. Có trang bị thêm đề nổ thông minh start stop, rồi có điều hòa tự động này. Trên vô lăng thì có tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, anh chị nhìn tổng thành một chiếc xe số tự động mà em thấy cũng khá là hợp lý, nên là anh chị có thể cân đối. Xe thì option đầy đủ luôn. Nói chung là với một chiếc xe Hyundai Elantra này thì mặc dù là thiết kế của nó không hiện đại như Cerato thôi, nhưng mà tất cả những cái tính năng mà để các anh các chị sử dụng này, để đi thì nó cũng đáp ứng đầy đủ hết. Khoang ngồi phía sau cũng rất là rộng rãi luôn á. Khoang ngồi phía sau cũng rất là rộng rãi. Này, về phần đuôi xe, anh chị nhìn chưa, bản sedan nhìn rất là rộng rãi, rồi là đẹp. Cốp chứa hành lý, khoang chứa hành lý thì chúng ta có thể để đồ thoải mái luôn. Đấy, để đồ thoải mái luôn anh chị ạ. Chiếc xe này thì nếu anh chị cần hỗ trợ ngân hàng thì bên em vẫn có hỗ trợ khoảng tầm 50-60%. 2016 thì em chỉ làm được cho anh chị khoảng tầm 3 năm thôi ạ. 3 năm thôi anh nhé. Đấy, cùng em ngắm lại cái khoang ghế hàng thứ hai này. Rộng rãi, cửa gió điều hòa phía sau đầy đủ. Phần khoang ở trên thì anh chị nhìn, dòng này thì chưa có ghế chính điện đâu ạ. Chưa có ghế chính điện nhé. Đấy, chưa có ghế chính điện. Chỉ mỗi thiếu như vậy thôi, còn cửa sổ trời, điều hòa tự động hay là tím tích hợp trên vô lăng đều có hết. Và bây giờ kính mời các anh các chị cùng Huyền Kim ngắm qua khoang động cơ. Phần khoang động cơ thì em cam kết cho anh chị là động cơ 1.6 thì chuẩn là theo nhà sản xuất rồi. Cam kết là máy nguyên zin, số zin. Đấy, ốc nắp cabo còn zin. Anh chị có thể mang ra thợ, mang ra hãng test. Ok, xe chuẩn, xe đẹp thì anh chị mới trả tiền bên em. Ngoài ra thì em bảo hành cho anh chị 1 năm, lỗi hoàn tiền 100%. Với tiêu hao nhiên liệu cho xe này thì nó sẽ dao động khoảng tầm từ 5 lít rưỡi đến 6 lít rưỡi anh chị ạ. Đấy, quá đẹp. Một chiếc xe Hyundai Elantra số tự động dòng xe phân khúc hạng C mà chỉ có 438 triệu, giá xe vẫn còn được thương lượng nữa. Anh chị có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho em Hiền Kim để có một cái giá tốt nhất. Và nhớ ấn nút follow, ấn nút đăng ký, ấn nút theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.